Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, huyện đảo Cồn Cỏ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, mùng 1 tháng 10 năm 2004, mùng 1 tháng 10 năm 2024, 65 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang đảo Cồn Cỏ, mùng 8 tháng 8 năm 1959, mùng 8 tháng 8 năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Tham dự lễ kỷ niệm còn có đồng chí Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện đảo Cô Tô tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh và một số xã của huyện Vĩnh Linh. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng. Đọc diễn văn kỷ niệm 20 năm thành lập huyện và 65 năm truyền thống lực lượng vũ trang đảo Cồn Cỏ, đồng chí Võ Việt Cường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, đảo Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng, cùng với đặc khu Vĩnh Linh trở thành tiền đồn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là nơi diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa quân và dân ta với đế quốc Mỹ và chính quyền Ngụy. Bằng niềm tin và ý chí bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ đảo Cồn Cỏ vượt lên gian khổ, anh dũng chiến đấu, vẫn bám trụ trên tuyến đầu với 1.500 ngày đêm đối mặt với kẻ thù, chiến đấu gần 1.000 trận lớn nhỏ, bắn rơi 48 máy bay Mỹ, bắn chìm 17 tàu chiến của địch. Với những chiến công to lớn đó, Cồn Cỏ vinh dự hai lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng hai huân chương độc lập hạng nhất và hạng nhì, ba huân chương quân công và hàng trăm phần thưởng cao quý khác. Có 6 cán bộ chiến sĩ được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất và từ khi huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập cho đến nay, lực lượng vũ trang huyện không ngừng lớn mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 20 năm kể từ ngày thành lập, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ thành đảo du lịch, vững về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng an ninh theo chủ trương đã định hướng. Với những thành tích đã đạt được trong 20 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ vinh dự được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Đây là niềm vinh dự lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh đối với những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quang Tùng chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ anh hùng đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, khẳng định đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện đảo nêu cao hơn nữa tinh thần, quyết tâm hành động trong thời gian tới. Với vai trò vị trí của đảo tiền đồn quan trọng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc và là một trong những điểm mốc để xác định đường cơ sở của lãnh hải Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện đảo Cồn Cỏ cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và phát động mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mỗi người dân trên đảo phải luôn ý thức về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm bờ biển của chúng ta, không để bị động bất ngờ với những nguy cơ từ bên ngoài. Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ và góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để huyện đảo đạt được cái sức bật mới, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đảm bảo tiềm lực về quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện đảo bám sát vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng phát triển, trong đó cần tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển bền vững với trọng tâm là phát triển du lịch, dịch vụ, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản. Phát triển kinh tế biển là hướng đi có tính bứt phá, không chỉ khai thác tiềm năng lợi thế mà còn đảm bảo
chiến lược để lấy phát triển kinh tế biển là nền tảng vững chắc để phục vụ công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Trong đó, Cồn Cỏ phải đảm nhận sứ mệnh trọng yếu trong việc thực hiện chiến lược này. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ sẽ kế thừa, phát huy tốt truyền thống hào hùng, vẻ vang và những thành quả của 20 năm. Qua đó, tiếp tục xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ vững mạnh, toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện đảo quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả, có quyết tâm, trách nhiệm vì sự phát triển của huyện đảo. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng huyện đảo Cồn Cỏ bức tượng mang dòng chữ: Đoàn kết, đổi mới, phát triển, xây dựng huyện đảo vững mạnh toàn diện. Tỉnh Tây Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng và 50 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trên đảo. Trước đó, các đại biểu về dự lễ kỷ niệm và cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo tham gia lễ chào cờ Tổ quốc, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng lịch sử huyện đảo Cồn Cỏ. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Cồn Cỏ tổ chức khánh thành nhà truyền thống huyện đảo Cồn Cỏ. Công trình được khởi công từ ngày 14 tháng 6 năm 2022 và đến hết tháng 7 năm 2024 hoàn thiện, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của huyện. Công trình nhằm mục đích lưu trữ, trưng bày các hiện vật lịch sử của Cồn Cỏ qua các thời kỳ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đảo, thời kỳ kiến thiết, xây dựng và phát triển huyện đảo Cồn Cỏ.